bên cạnh Phương Linh là ông Nguyễn Văn Dần, trưởng ban tổ chức ngày hôm nay. Dạ. Con chào bác. Dạ, kính chào cô Phương Linh. Chào. Con biết là bác là người trưởng ban tổ chức của đêm Giỗ Tổ Hùng Vương ngày hôm nay. Dạ. Thưa bác, mình đã giỗ tổ được bao lâu ở tại cộng đồng Grand Rapids này rồi thưa bác? Dạ thưa, đây là lần tổ chức lần thứ 6 rồi. Việc tổ chức này là sự hỗ trợ của cộng đồng Grand Rapids và phụ cận. Dạ. Nhưng mà đứng ra tổ chức là hội người Việt cao niên. Là hội người Việt cao niên. Con thấy bác là con cũng biết cao niên rồi. Cho con hỏi nhỏ một cái, năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi thưa bác? Dạ tôi năm nay ăn đại thọ rồi đó. 80 rồi đó. Dạ đại thọ 80 mà bác vẫn còn làm trưởng ban tổ chức, vẫn còn khỏe mạnh để giúp đỡ cộng đồng. Dạ. Thì rất là tốt. Dạ thì dạ. Cũng ráng chứ còn thật ra thì lớn tuổi rồi. Đôi lúc cũng hơi chậm chạp, hơi quên trước quên sau. Thành ra cũng ngại lắm. Con, muốn con muốn đó. Kỳ này tính xin về hưu để nhường cho người khác đây. Thôi bác đừng có về hưu, con thấy bác còn khỏe lắm. Con thấy trang hoàng, trang trí rồi rất là đầy đủ. Con xin hỏi bác một câu cuối cùng là lý do nào mà bác cứ duy trì Giỗ Tổ Hùng Vương được 6 năm rồi thưa bác? Dạ thưa, theo truyền thống ăn quả nhớ kẻ trồng cây và nhớ về nguồn cội của mình. Từ bao nhiêu 18 đời Hùng Vương, từ mấy ngàn năm trước cho đến bây giờ mình đi không được nhớ ơn tổ tiên ở nước nhà, mình phải đi lưu vong ở nước khác. Vì vậy mà không thể nào mà quên được nguồn cội của mình. Vì vậy mà chúng tôi cứ mỗi năm vào mùng 10 tháng 3 là sẽ làm là lễ để tưởng nhớ đến người dựng nước và không quên nguồn của mình. Dạ, con cảm ơn bác rất là nhiều. Con chúc bác sức khỏe dồi dào và con chúc bác có thể đại thọ nữa ha bác. Dạ.